từ chiều tối ngày hôm qua cơ. Và cô xin phép đó là làm thêm với quý thầy cô là cô xin là người Việt nha, người Việt 100%, tên là Tiến nhưng mà hay gọi là cô xin. Thì ngày hôm nay thì cái nội dung của cô xin chia sẻ nó sẽ gồm có hai phần thôi. Đầu tiên á là bản thân cô xin nó cũng là cái người đi tập huấn về kỹ năng số, nhưng mà đối tượng là sẽ là các doanh nghiệp và các bạn gọi là sinh viên ở tại Việt Nam. Phần thứ hai thì cô xin sẽ nói về cái phần thực hành. Chương trình ngày hôm nay là sẽ có phần thực hành, cho nên là quý thầy cô nên chuẩn bị sẵn cái laptop hoặc là cái phần điện thoại của mình để mà có thể là trực tiếp mình sẽ thấy rõ là sức mạnh của trí tuệ nhân tạo nó như thế nào, được không ạ? Rồi phần của anh Hoàng Nam Tiến đa phần là sẽ là truyền cảm hứng, là mình thấy là hay quá, why, nhưng mà tới cái phần mà gọi là thực thi á, làm nó như thế nào thì Wilson á là ở bên nhóm gọi là thực thi. Rồi Wilson sẽ kể với lại quý thầy cô khoảng vài câu chuyện thôi, nhưng mà để cho Wilson có nhiều năng lượng hơn, xin mọi người cho một chảo tay được mà. Kính thưa quý thầy cô, câu chuyện đầu tiên ở đây không phải là đang nói về cơ hội nghề nghiệp trong nền kinh tế số và thương mại điện tử. Bản thân Wilson đang có hai cái kinh doanh, một cái là Next Academy, hai là Next Job, là sẽ là cái stand nói dài của các trường đại học về việc làm và hướng nghiệp. Thế thì cái câu chuyện đầu tiên đó, thưa quý thầy cô, là đến các trường đại học tại Việt Nam, hơn 50 trường đại học, thì Wilson gặp một cái bài toán rất cụ thể luôn, đó là làm sao á mà nói cho sinh viên hiểu về cái bối cảnh chuyển đổi số nó quan trọng. Và ngày xưa á là mình làm slide á thì mình làm nó không có đẹp, xong rồi sau đó là phải nhờ bạn thiết kế, bạn ấy làm slide giùm là rất là đẹp rồi. Xong rồi sau đó với thầy cô hình dung á là trong một cái buổi gọi là định hướng cho 400 đến 600 bạn sinh viên mà mình hay định hướng á, bắt đầu mình mới nói với các bạn sinh viên là mình nói là hay các em biết bây giờ đang là xu thế mới không, và bắt đầu theo quyết định chuyển đổi số quốc gia, quyết định 749 rồi quyết định 411, rất là nhiều cái thông tin kiểu như thế này mà mình nói cho các bạn sinh viên nghe. Xong rồi sau đó mình lại nói tiếp á là gì ạ, tại sao mà chuyển đổi số lại quan trọng, tại sao nhà đều nói về chuyển đổi số. Bắt đầu mình nói về những dẫn chứng lớn, trích về những cái quyết định lớn. Quý thầy cô hình dung á là trong những cái buổi nói chuyện của Wilson á là 600 gọi là sinh viên, thế thì đâu đó là hơn là 60% đến 70% là các bạn ngáp, các bạn gọi là buồn ngủ luôn, mặc dù mình nói rất là năng lượng, nói rất là năng lượng không. Rồi xong rồi sau đó mình lại đưa thêm những dẫn chứng tiếp là mình khích lệ các con và các em là trời ơi, ở Hồ Chí Minh mình á có chương trình chuyển đổi số của Hồ Chí Minh luôn, các em có biết không. Xong rồi nhìn xuống dưới mình rất là hào hứng như thế này, cái bên dưới là không phản ứng gì hết trơn. Rồi đó là những cái mà cô sinh đang đối mặt thực tế ở trong công việc của mình. Mặc dù slide làm rất đẹp em với thầy cô, dạ slide thì cảm thấy làm rất đẹp luôn. Rồi kế tiếp, khi bắt đầu nói về việc làm á thì phải sao ạ, cho các con các em thấy được đó là tương lai nó làm sao, rồi phải dẫn chứng những cái lớn chứ. Thế thì bắt đầu cũng chích ra gì ạ, ok ngành công nghiệp ICT phần mềm của mình nó to như thế nào, bức tranh Việt Nam mình ra làm sao, rồi bắt đầu dân số Việt Nam mình như thế nào, toàn là số liệu không. Xong rồi sau đó là doanh thu ngành đó là 136 tỷ, rồi á là công ty công nghệ phần mềm đó là có tới 67.000 công ty, rất là lớn, rất là tiềm năng và hấp dẫn. Rồi nói với lại các bạn sinh viên, cho các bạn sinh viên biết rằng đó là gì ạ, khi chúng ta tiến đến quốc gia số có hơn 100.000 doanh nghiệp số, thế thì ngoài cần các bạn lập trình viên hơn 1.500.000 người thì cần những bạn gọi là biết vận dụng năng lực số. Thì có phải là quý thầy cô thấy là những cái số liệu này á, đối với chúng ta, chúng ta vì công việc chuyên môn cho nên mình thấy là cái này á, mình nghe cái cũng được, nhưng mà khi mình truyền đạt xuống cho gọi là thế hệ kế tiếp á,
mình cảm thấy rất là hay mọi cái xong. Xong rồi sau đó mình, hey, các con thấy sao? Các em thấy sao? Cái bên kia không thấy nó phản ứng gì hết chứ. Đó là những cái thực tế mà Wilson đang phải đối diện. Đây là cái thực tế. Thầy cô có cái trải nghiệm này không ạ? Có những thầy cô có trải nghiệm này trên đây được không ạ? Đó, cảm ơn thầy cô rất là nhiều. Dạ. Vui sinh sợ nhất mình thi. À, cái thì thôi các thầy cô, là mình cũng đi học về cách diễn thuyết, cách trình bày mọi cái. Bắt đầu mình thấy là ok, phải storytelling, phải kể chuyện, phải nghệ thuật. Tôi hiểu rồi đó. Nhưng mà how, làm sao, đúng không ạ? Thế thì bây giờ sang một câu chuyện mới thưa quý thầy cô. Bao nhiêu thầy cô muốn thiết kế một cái hình đẹp như thế này ra đây? Dạ, cảm ơn quý thầy cô. Vương Sinh cũng muốn một cái hình đẹp giống như vậy. Nhưng mà là nếu mà không có trí tuệ nhân tạo thì chắc là kiếp sau Vương Sinh mới thiết kế được cái slide đẹp giống như vậy. À, mà thưa quý thầy cô, lát nữa thì cái phần thực hành đó mình sẽ nói ở phía sau. Ở đây Vương Sinh muốn đặt cái câu hỏi là bao nhiêu quý thầy cô ở đây đọc cái cuốn lịch sử loài người rồi cho ta dùm mà. Ok, còn rất ít các thầy cô. Dạ. Thật sự đọc cuốn đó xong á mới cho Vương Sinh cái động lực rất là lớn để mà học ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Tại vì á hồi xưa là mình cứ giống như là mình đăng ký á là gì ạ? Đang vô. À, phải logic, phải toán học. Nhưng mà đâu phải. Trong mấy trăm ngàn năm của mình đó là tiến hóa, mình không phải là loài người duy nhất gọi là trên thế giới này. Có nhiều loài người trên thế giới đó. Và chỉ có chúng ta mới bây giờ tiến hóa thành gọi là gần 10 tỷ người đó mà. Và cái gen của mình đó nó được thừa hưởng lại từ tổ tiên. Thừa hưởng lại từ tổ tiên nó như thế này. Những loài người đã bị tuyệt chủng rồi đó. Làm chỉ nói từ phía này nè, đi tới đằng trước có con hổ, có con cọp hết. Nhưng mà loài người như chúng ta là có những cái kỹ năng gọi là mô tả. Ê, cẩn thận, đi qua cái khu rừng đó có cá sấu, rất nguy hiểm nha, nguy hiểm tới tính mạng này nha. Tức là chúng ta kể chuyện như thế này, chúng ta thường xuyên kể chuyện với nhau nghe. Và chúng ta lớn lên thông qua các câu chuyện từ Á sang Âu, đúng không các chị? Thầy đó. Và ngoài ra kể chuyện á, nó còn là gì nữa hả? Nó còn là hoạt động giải trí, đưa các văn hóa vân vân. Và chúng ta ai cũng thích nghe kể chuyện. Thật sự nãy giờ mà lúc sáng anh Hoàng 5 tiếng nói rất hay, nói quá trời mấy cái số liệu á, thì mình có nhớ không ạ? Mình không có nhớ nói ra đúng không ạ? À, nhưng mà ví dụ là mình nhớ tới cái câu chuyện của anh Hoàng 5 tiếng nói. Anh Hoàng 5 tiếng là làm hơi khác người ta. Hồi xưa là người ta là gì? Ủ ấm cho mẹ đúng không? Còn giờ mẹ ủ ấm, bắt đầu là mình mới bầu ngủ. Kiểu kiểu như vậy, những câu chuyện như vậy nó động lại trong đầu của mình, đúng không quý thầy cô? Dạ. Thế thì Vua Sinh phát hiện ra chuyện đó rồi. Bắt đầu Vua Sinh mới nè, nghĩ cái cách làm sao mà nói chuyện với các bạn Gen Z, các bạn học sinh, sinh viên của Vua Sinh á, bằng cách kể chuyện. Slide toàn hình không? Bớt chữ lại. À. Và đây, đây là những cái hình mà Wilson nói về kể chuyện. Dùng cái câu lệnh ra lệnh trên trí tuệ nhân tạo thiết kế hình cho mình. Cái bối cảnh đặt ra bây giờ là ở trong cảnh nói làm sao chúng con có năng lực kể chuyện trên các nền tảng số, đúng không ạ? Rồi, Wilson vừa mới kể xong gọi là hai câu chuyện rồi đó. Rất là nhanh thôi quý thầy cô ha. Câu chuyện thứ ba. Background của Wilson là một cái người gọi là bán hàng B2B gọi là 20 năm. À, bán hàng B2B là 20 năm. Xong rồi sau đó khi Wilson đi nói về chuyển đổi số, nâng cấp năng lực số, khoảng cách số cho các bạn gọi là làm kinh doanh, ngủ hết. Thế thì bây giờ làm sao mà gọi là thay đổi tư duy của các bạn gọi là sales B2B giờ đây? Xong rồi sau đó lại tiếp tục kể chuyện thưa quý thầy cô. À, xin mời quý thầy cô bắt đầu theo dõi một câu chuyện kế tiếp.
đây là một nhân viên bán hàng xuất sắc vào năm 1950. Anh ấy có một nụ cười rất là tươi, rất tự tin, phong cách rất là chuyên nghiệp. Và một ngày đẹp trời, anh ấy bắt gặp được cổ máy thời gian của Doraemon. Và anh ấy tái máy làm thế nào đó, anh ấy bị cuốn vào một tương lai xuyên không vào năm 2050. Lần đầu tiên một con người gọi là chuyên gia bán hàng năm 1950 bị xuyên không tới năm 2050. Trước mặt anh ấy xuất hiện ra rất là nhiều thứ mới. Ở thế giới mới này có robot cùng làm việc với lại con người. Và anh ấy phát hiện ra một điều rằng những cái năng lực ngày xưa của anh ấy tự tin là cười tươi nè, cười đẹp nè, thấu hiểu khách hàng nè, ở thế giới mới sao được, cần phải học những cái năng lực mới. Thế thì bắt đầu anh ấy tập cái cách dùng những cái năng lực mới, những cái sản phẩm mới, những cái sản phẩm số. Và sau một thời gian anh ấy học tập, anh ấy đã làm chủ được công nghệ và bắt đầu có doanh thu. Thế nhưng đời không như mơ. Cái mà anh ấy làm được thì người khác cũng làm được, trong cái bối cảnh mà nhà nhà ai cũng dùng công nghệ. Thế thì cái sự gọi là đi sớm hơn người ta một bước, bây giờ không còn lợi thế nữa rồi, đúng không anh? Lúc này anh ấy bắt đầu phải nghĩ coi là làm cách nào có lợi thế cạnh tranh nữa không. Thành vì ai cũng dùng trí tuệ nhân tạo, ai cũng dùng AI rồi, ở năm 2050 đó. Thế thì bắt đầu nhớ lại lời thầy cô dạy, quay về những cái cơ bản, tập trung vào cảm xúc con người, tập trung vào cảm xúc con người. Và bắt đầu anh ấy ứng dụng trí tuệ nhân tạo kết hợp với lại con người. Và đây chính là con đường anh ấy trở thành gọi là chuyên gia bán hàng. Thưa quý thầy cô, nếu bình thường á mà Wilson đi nói về hãy chuyển đổi số đi, hãy chuyển đổi số tốt lắm, chuyển đổi số tốt cho các bạn sale, nó không vô, nó không vào được. Còn bây giờ thông qua câu chuyện, các thầy cô thấy cái câu chuyện là gì ạ? Nó hào hứng không mà, nó dễ hiểu không mà. Thế thì á là Wilson bây giờ là dùng AI để kể chuyện không? Xuyên thông thêm vào các yếu tố gọi là hào hứng, gọi là sôi nổi, rồi là vượt ngưỡng nó như thế nào? Rồi. Đây là chuyên môn của Wilson ngày hôm nay thì sẽ không nói về chuyên môn của Wilson. Chuyên môn của Wilson đó là về đội ngũ xe, thì trong đó có rất nhiều thứ. Thì chuyên môn của thầy cô cũng sẽ có rất là nhiều mảng, ví dụ là nghiên cứu khoa học, soạn bài giảng, giáo trình vân vân, mọi cái đó. Có rất là nhiều các chuyên môn của thầy cô cũng có thể chuyển đổi số bằng trí tuệ nhân tạo. Rồi bây giờ trước khi mà bắt đầu buổi ngày hôm nay thì trước đó khoảng 5-10 ngày cô xin cũng có xin phép gọi là nghiên cứu tí xíu là các chương trình mình dạy ở cấp 3 nó là gồm có cái gì. Xong rồi sau đó thì lấy môn đại cương kim loại á, xin thưa với thầy cô là lâu lắm rồi mới học mấy cái món này. Thế thì bây giờ đó là soạn cái slide mà đại cương kim loại đâu có biết soạn đâu. Thế thì bắt đầu là lên trí tuệ nhân tạo, bắt đầu là nói ok hãy thiết kế 5-10 slide về đại cương kim loại. Xong rồi sau đó là đối tượng là xem là các bạn nhỏ gì đó. Lúc sáng tôi nghe anh Hoàng Nam Tiến nói rất hay, nhưng mà Hoàng Nam Tiến nói về mindset thôi. Còn bây giờ là mình phải thị phạm, làm ra những cái mà mình có thể thấy được và dùng được. Rồi bây giờ bắt đầu tới hình ảnh, nó sẽ nói dùm nha. Đây là một cái phần rất là nhỏ về đại cương kim loại. Trong cái chương trình giảng của thầy cô đó, đã đại cương kim loại là gì đó thì cô xin chuyển nó thành gọi là hình ảnh. Đã ví dụ như mà mình nói về đại cương kim loại đó quý thầy cô, bắt đầu có mình xô chữ lên rất nhiều, hay thì như vậy là mình làm cái câu lệnh nó ra cái hình như thế này, xong rồi bắt đầu nói với các con về đại cương kim loại. Lúc này thầy cô đã giảng một cái bài giảng gọi là 10-20 năm, thì cô xin tin rằng quý thầy cô nhìn vào đây, quý thầy cô sẽ nói được đây là nội dung gì.
đúng không ạ? Xong rồi sau đó quý thầy cô chuyển sang cái slide kế tiếp. Cái này phải chuyên môn của ưu sinh nha. Đây là chuyên môn của thầy cô. Thế thì thầy cô nhìn vô hình này, ý thầy cô sẽ nói được là ở đây là nội dung gì. Rồi. Để là có làm sao? Ôi, nó ra quá trời luôn rồi. Đây là một cái nội dung cũng liên quan tới giáo trình của quý thầy cô dạy. À, kim loại của nhà máy đúng không ạ? Đấy. Rồi, ứng dụng của kim loại ở các ngành nghề. Rồi. Giống lồng bio vậy. Đây là kim loại quý. Thật sự là bao nhiêu gọi là thầy cô cảm thấy ấn tượng bởi những cái gọi là hình ảnh mà của trí tuệ nhân tạo làm ra, và mình muốn gọi là có cái năng lực làm cái này như đây ạ. Kinh điển. Ồ, rất là nhiều, cảm ơn các thầy cô rất là nhiều. Cô xin đang gọi là show hay ha, đắt của xin sẽ ngồi đó và làm mẫu của thầy cô xem luôn. Ồ, có lý. Rồi. Cô xin hả? Có như thầy cô là dạng môn sinh như tay à? Dạ rồi. Thế thì cô xin lên mạng á, cô xin lấy một cái phần nhỏ là bằng chứng và cơ chế tiến hóa đó với thầy cô. Xong rồi sau đó thì lấy nội dung đó đưa vào trong gọi là trí tuệ nhân tạo và bắt đầu đó là lấy cái phần nhỏ thôi và yêu cầu đó là làm 7 cái slide để mô tả được những cái nội dung của bằng chứng của cơ chế tiến hóa này. Rồi xin mời quý thầy cô gọi là thưởng thức slide đầu tiên. Thật sự tôi sẽ không có in gọi là insight quá nhiều về môn sinh đâu. Đó, đây là trí tuệ nhân tạo, nó làm theo cái yêu cầu mà mình đưa vào đó đó. Đây là bài số 2. Thầy cô dạy sinh có nhớ là có cái phần đó, nó nói về biết tiến hóa đúng không ạ? Đấy. Biết tiến hóa. Cô ra mắt với ông Đắc Quy đúng không ạ? Rồi. Bài số 3. Gì vậy trời? Cá voi nhóc chân vậy? Này. Là số 4. Cá sống kìa. Cũng lâu rồi. Mất bỏ sát. Là số 5. Cái này của sinh là chỉ lấy nội dung ở trên cái học phần mà của môn sinh dạy thôi nha. Mấy tay vậy. Rồi, slide cuối. Thế thì thầy con thấy nè. Rõ ràng đó là hình ảnh nó tương tác rất tốt, đúng không ạ? Và để mà có được cái năng lực mà thiết cái hình ảnh thế này, thật sự đó, nó là một cái gì đó nó nằm quá tầm với của chúng ta. Cá nhân vô sinh đó, khi mà làm doanh nghiệp á, là vô sinh lệ thuộc cho ông marketing này, rồi ông design nè, ông lập trình nè, rồi rất là nhiều thứ mình lệ thuộc. Cho nên khi á, bắt đầu có gọi là ai á, là lập tức những cái gì mà mình lệ thuộc á, mình tạo ra ngay những con bot, anh Hoàng Anh Tiến gọi là con sen. Trong điện thoại của Vô Sinh là có tới 15 con sen. 15 con sen này là gì ạ? Ví dụ như là CEO, CFO, CTO, CRO. Rồi rất là nhiều loại con sen nữa nằm trong cái điện thoại của mình. Để khi mà mình không biết á, thì bắt đầu có mình chat để mình hỏi với nó. À, lát nữa thì Quý Sinh sẽ nói về các thầy cô mà làm cái hoạt động về quản lý ấy, thì nó có những cái kỹ thuật để mình có thể khai thác được sức mạnh của trí tuệ nhân tạo, giúp cho công việc và là mình thiết kế quản lý nó nhanh chóng hơn. Rồi, thế thì bây giờ bao nhiêu thầy cô mà đã có tài khoản về ChatGPT rồi ở đây à? Không có đâu biết được. Ồ, rất ít. Rồi, bao nhiêu thầy cô đã cài cái con AI tên là T-Phở-OE á? Ok, cũng rất ít. Rồi, thế thì tôi xin sẽ nói về cái slide này chút xíu để quý thầy cô nắm. Khi chúng ta nói về trí tuệ nhân tạo á, ngày xưa vô sinh á là cũng rất là sợ trí tuệ nhân tạo, vì mình nghĩ rằng á, cái này là cái gì đó liên quan đến lập trình của mấy ông công nghệ cao siêu lắm, mình không quan tâm luôn. Và thật sự là thưa quý thầy cô, Tết năm nay
2023 thì bắt đầu là vô tình đọc 10 bài báo về trí tuệ nhân tạo và thấy được là Microsoft đầu tư 10 tỷ đô. Cái chỗ đó mới là cái chỗ làm Wilson ngạc nhiên. Xong rồi sau đó bắt đầu Wilson mới tư duy rằng là 10 tỷ đô là con số nó lớn lắm. Thế thì nó phải có lý do gì nó mới đầu tư. Xong rồi sau đó bắt đầu mua một cái tài khoản. Mua lúc đó phải mua qua nước ngoài chứ không phải là đơn giản như bây giờ. Thầy cô lấy cái mail đăng ký cái kịch là xong, có gì dễ như bây giờ đâu. Sau khi có cái tài khoản nó xong, bắt đầu rất là nghiêm túc ngồi với lại cái máy tính như thế này. Và mình hồi xưa hay tự hào là 20 năm về quản lý bán hàng, đào tạo bán hàng, công nghệ, marketing. Xong rồi sau đó mình ngồi, mình chat với lại ChatGPT xong. Chat rất nghiêm túc nha, chứ không phải chat cái kiểu mà 7 cộng 1 bằng 8, sai rồi, vợ tao có bằng 9. Không phải vậy. Rất nghiêm túc chat với lại ChatGPT phiên bản cũ á. Xong rồi sau đó mình thấy rằng nó trả lời lại xong. Mình thấy xong rồi. Bây giờ mà không phế võ công mà không học võ công mới là thôi. Cho nên đến thời điểm đó thưa quý thầy cô là Wilson ban hành một cái quyết định trong công ty của Wilson á. Ban hành xong là mấy đứa nó phản ứng dữ dội lắm. Tại NetJobs nếu mà không dùng ba cái tool AI trong một vị trí thì hãy rời khỏi công ty này và bạn có thời gian là 3 tháng. Lúc đó mấy đứa nó phản ứng quá trời, nó phản ứng rất nhiều. Xong rồi sau đó thì áp lực doanh số rồi KPI rất lớn, bắt đầu buộc nó phải dùng trí tuệ nhân tạo. Sau 3 tháng nó dùng xong, bây giờ nó trở thành cái năng lực mới rồi, năng lực không thể thiếu luôn. Tức là ngày xưa để thiết kế ra một cái ebook, để thiết kế ra một cái proposal, ebook là một tháng, ba người làm chưa xong một cuốn. Rồi cái proposal mà đẹp như vậy á là phải một tuần hơn, mà phải có ông gọi là CEO ngoài rip mới làm được. Cận giờ khỏi à, ebook bây giờ là một tuần sản xuất là 3-4 cuốn luôn. Nhưng mà hiệu suất nó tăng lên rất nhiều. Nhưng mà trong này á là đầu tiên nhất á là quý thầy cô là chưa có tài khoản ChatGPT, lát nữa là hướng dẫn làm liền tại chỗ luôn, đăng ký cái tài khoản luôn. Đấy. Okay. Cái thứ hai là mình cần phải đổi cái mindset là cái sản phẩm này, cái tuyển tạo này nó rất là nguy hiểm ABC gì đó. Đổi mindset là làm thế nào dùng nó để tăng hiệu suất. Và xưa quý thầy cô trên thế giới á thì có rất là nhiều dạng trí tuệ nhân tạo, nhưng mà nó chỉ có 6 nhóm à. Rất dễ luôn. Đầu tiên á là quý thầy cô á gõ chữ, nó ra chữ rất dễ đúng không ạ? Chỗ này à, rõ chữ nó ra chữ, bắt đầu là trên có ChatGPT, OpenAI gì nào mọi cái, và mình có thể ứng dụng trong cái việc là sao marketing nhân sự, hoặc là quý thầy cô có thể ứng dụng trong cái việc là nghiên cứu bài giảng, soạn bài giảng, vân vân. Cái thứ hai là code, cái này thì mình ít dùng. Tức là ok, mình gõ một cái dòng chữ, nó sẽ ra một cái gọi là dòng code. Cái này thì mình rất ít dùng, quý sinh cũng không có dùng cái này. Rồi dòng thứ ba là mình gõ cái chữ nó ra cái hình ảnh à, gõ dòng chữ nó ra cái hình ảnh. Cái này nè, mình làm giảng viên mà mình sẽ xài nhiều nè. Rồi kế tiếp đó là gõ chữ nó ra âm thanh. Kính thưa quý thầy cô là trong tuần vừa rồi quý sinh mới sản xuất ra 10 bài nhạc. Mới bài nhạc mà mới sinh nhật 40 tuổi, từ trước giờ chưa học nhạc lý, chưa biết bất kỳ gì hết, mà rất muốn là sáng tác nhạc để cổ vũ tinh thần. Lát nữa show cho quý thầy cô nghe. Sáng tác nhạc có 2 phút à? Có lý à, cái này được, cái này mà 2 phút? Cái này nghiên cứu mới được. Rồi muốn gọi là cải lương hay là rock hay là country hay là gì, hoàn toàn cho mình luôn. À, mà đặc biệt là dùng mấy cái con AI này là những con AI gọi là miễn phí à, rất là hay. Rồi video, rồi hoặc là ra 3D. Đấy, thì đây chính là gì ạ? Các loại AI trên thế giới rất là nhiều, nhưng nó chia ra làm mấy nhóm như vậy thôi. Còn về dùng với quý thầy cô thì tùy cái nghiệp vụ. Cái kinh nghiệm cho thấy rằng đó là ví dụ như là những bạn làm sale thì nghiệp vụ của họ sẽ là tìm kiếm khách hàng, tư vấn khách hàng, chăm sóc khách hàng, vân vân, chốt sale. Thì họ sẽ cần sản xuất ra những cái mặt nội dung ở những bước đó. Còn ví dụ như nghiệp vụ của quý thầy cô là soạn bài giảng, nghiên cứu bài giảng,
tra cứu tài liệu vân vân, thì có những cái tool gọi là những con AI á, nó sẽ làm cái việc đó nhanh hơn rất nhiều. Giả sử ví dụ như thầy cô muốn tra một cái quyết định của bộ đào tạo dạy à như thế này nè, bình thường mình làm nó là mình sẽ làm như thế nào, mình mở cái quyết định đó ra, bắt đầu cái mình đọc từ trên đọc xuống dưới, đúng rồi. Còn hiện tại cái phương pháp khác nó đơn giản hơn, mình cấp cái file PDF nó lên, xong rồi sau đó mình chát tình hợp với nó, thì bắt đầu nó sẽ trả lời cho mình nằm trong cái phạm vi cái file PDF mình cấp lên, rất gọn gàng và nhanh hơn và là rất nhiều. Nhất là ví dụ như mình nghiên cứu khoa học á, là cái sách dạy như thế này mọi người quý thầy cô hình dung đúng không ạ? Rồi bây giờ ha, do là quý thầy cô chưa có tài khoản cho nên đầu tiên nhất bây giờ là mình sẽ tạo tài khoản trước đi, xong rồi sau đó mình sẽ thực hành, mình sẽ cảm thấy cảm giác nó đã hơn nhiều. Rồi bây giờ quý thầy cô quý thầy cô nào có laptop thì dùng laptop, quý thầy cô nào mà vì không chuẩn bị laptop á thì mình cũng xài điện thoại đỡ cũng được. Cái này sáng tác nhạc rồi người ta yếu rồi. Đạo diễn luôn không? Đạo diễn diễn viên thì luôn chơi luôn. Xa quá người ta sao không nhận rõ rồi. Một lần nữa mình mời mình lấy cái gì, giúp nữa mình giúp nữa. Dạ dạ. Chụp lên đi anh, chụp lên. Tới không? Tới. No. Kiểu gì anh? No. Xả lại hả? Ở đây là trong cái file tôi xin gửi cho ban tổ chức á, là có nói là quý thầy cô là tạo tài khoản của hai con trước. Thứ nhất đó là ChatGPT. Kính thưa thầy cô là nếu mà không phải bây giờ ha, giai đoạn trước đó của thầy cô phải bỏ chi phí ra tầm khoảng là vài trăm nghìn. Còn hiện tại đó là thị trường Việt Nam của chúng ta là ChatGPT nó đã miễn phí rồi, và mình có thể dùng được cái bản là bản 3.5 là cũng xịn lắm rồi đó. Thì thầy cô đó vào cái đường link đó, chatopenai.com, xong rồi sau đó thầy cô bấm vô cái nút gọi là sign up đó. Xong rồi sau đó thầy cô đăng nhập bằng cái mail của mình á. Nó đơn giản như thầy cô tạo ra một cái tài khoản bình thường thôi. Rồi như vậy sau đó thầy cô đặt tên là bắt đầu thầy cô dùng được rồi đó. Rồi chỗ này thì quý thầy cô sẽ có một phút để mà mình đăng ký cái tài khoản ChatGPT được không ạ? Vào được link là openai.com ha, chat openai.com, bấm sign up. Rồi bấm đăng nhập bằng Gmail. Thì thầy cô nào mà chưa vô được đó, thì hỏi thầy cô mà cái bên đã vô rồi á, hướng dẫn dùm cô xin nha, tại vì trong lớp chúng ta đông quá. Rồi bây giờ cái thứ hai, cái con thứ hai cần phải có để thực hành là đối với thầy cô nào dùng điện thoại hoặc là dùng laptop thì thầy cô vào cái trang này, nó tên là toe.com được không ạ? Thầy cô vào cái biểu tượng này toe.com. Rồi cũng đăng nhập bằng cái Gmail, cái này thì cô sinh cũng đã có cái hướng dẫn qua cái file rồi. Xong rồi sau đó thầy cô chọn Gmail xong á, nhập mã xong là vào xong ha. Thì xong này xong rồi á, bắt đầu phần thực hành nè. Rồi, ở đây là quý thầy cô đang xem cái tài khoản mà của Vũ Sinh đang dùng luôn á. Được mà, đây là có ví dụ như rất nhiều con sen ở đây là Vũ Sinh đã cài sẵn rồi. Trợ lý,
do cô sinh đọc rất nhiều quyết định mà chuyển đổi số quốc gia, ông sinh phải làm luôn một con về thông tin đọc các thông tin của bộ trưởng. Rồi bây giờ nè, ở đây bắt đầu mình sẽ tiếp tục thực hành và demo cho quý thầy cô xem nha. Đọc nó tóm gọn là dùng kinh điển. Đây. Mạng yếu rồi, mạng do mạng nữa. Cái này nó trong lúc mà ChatGPT đang load đó thì chắc là cô xin sẽ hướng dẫn với thầy cô. Sorry với thầy cô là wifi nó đang rất là nhiều người truy cập đó, cho nên nó là bị yếu. Rồi ở đây mà thầy cô nào đã có cái tài khoản mà của con là POE đó thì thầy cô thấy á là mình chọn vô cái biểu tượng có cái hình PowerPoint này nè, được không ạ? Thầy cô vào cái biểu tượng này xong rồi sau đó là nghiệp vụ chuyên môn của thầy cô á là dạy về sử sinh hay là toán hay cái gì đó mà thầy cô muốn tạo một cái slide gọi là bài giảng á, thì đầu tiên nhất á là thầy cô cứ ra một cái câu lệnh. Ví dụ như ở đây cô xin ra một câu lệnh nè: thiết kế 7 slide về môn sinh học bằng chứng và cơ chế tiến hóa. Thì ở đây á là bắt đầu á là AI nó sẽ gợi ý ra là slide 1 là mình nói về nội dung nào, slide 2 nói về nội dung nào. Đấy. Xong rồi sau đó nếu mà mình thấy là cái này tiếng Anh khó hiểu quá, mình ra lệnh cho nó là dịch sang tiếng Việt. Thì lúc này là thầy cô đã có được gì ạ? Cái sườn của làm slide, được không ạ? Rồi sau khi có cái nội dung này xong thì quý thầy cô là bắt đầu bấm nút gọi là copy. Copy cái nội dung này thầy cô đưa vào cái phần ChatGPT, bắt đầu cho nó thiết kế, được không ạ? Ở đây là thầy cô thấy nè, khi mà bắt đầu vô sinh copy nội dung vào trong ChatGPT á, ở đây bắt đầu mình copy vào nè, là thầy nói với nó là hey, hãy đóng các hãy là viết cái câu form thiết kế hình ảnh cho những nội dung được đề cập. Này nó hơi kỹ thuật tí xíu là đối với thầy cô nào mà chưa có dùng AI nhiều mình sẽ thấy chưa có quen, mà không sao, mình cứ tập hình dung đi ha. Để cô xin mở cái slide này cho quý thầy cô hình dung. Ok, chắc mình tập cái cơ bản này trước đi. Quý thầy cô hình dung á là cái bộ não AI á nó có rất là nhiều dữ liệu ở trên thế giới, và bây giờ để mà nó có thể làm việc cho mình á là mình phải ra câu lệnh, nó gọi là prompt, rất là dễ hiểu đúng không ạ? Thế thì bắt đầu á là mình ra câu lệnh đúng á thì nó sẽ ra được cái dữ liệu cho mình. Bây giờ quý thầy cô thực hành thử cái bổng này cho vô sinh gõ đúng cái dòng này. Ví dụ viết một kịch bản video gồm câu chuyện, các cảnh, khung hình, chuyển cảnh, rồi sau đó là đưa vào cái tông giọng là giọng hài hước hay gì đó để giới thiệu một cách hấp dẫn. Thay vì chỗ này ghi là học viện Nessa Kanami á thì thầy cô ghi về cái trường của thầy cô hoặc là cái môn học của thầy cô gì đó. Cái này là mình soạn ra một cái nội dung làm video, được không ạ? Thầy cô thử đi ạ. À. Mình có một phút thử hôm này. Vô rồi. Nghe phát triển quá trời luôn, im rồi. Có lý. Khỏi cần tư duy nhiều. Thầy có thể dùng ChatGPT hoặc thôi cũng được nha. Một phút bắt đầu.